Ta có một mệnh lệnh dành cho ngươi. Nếu ngươi thực hiện được cái điều này á, ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô song, có thể đánh đầu thần đó. Okay. Sức mạnh vô song. Thôi thôi được được, ông hãy nói đi, ông muốn tôi làm gì tôi cũng được, tôi cũng sẽ làm hết. Đơn giản thôi, ta cần ngươi giúp ta một việc, đấy là hãy đến ngay cái phòng của thầy hiệu trưởng ở trong cái làng của ninja này, hãy mang cho ta một cái cuốn bí kíp từ cái ngăn kéo của bàn của thầy hiệu trưởng đó về đây. Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh khi mà ta có được thứ mà ta cần. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ vào trong phòng của thầy hiệu trưởng và lấy trộm cuốn nhẫn thuật cấm thuật của thầy hiệu trưởng. Mình nghe nói cái cuốn cấm thuật này là một cái cuốn là có những cái nhẫn thuật rất là nguy hiểm luôn, không ai được đụng đến. Nhưng mà bây giờ mình muốn có sức mạnh thì mình phải lấy trộm. Bây giờ thôi được rồi, mình quyết định rồi, đi lấy trộm thôi, đi thôi. Hình như là bây giờ là đang giờ nghỉ trưa, có lẽ là bây giờ là thời điểm thích hợp để cho mình đến và lấy trộm cuốn bí kíp đó. Đúng rồi, cuốn bí kíp đó hình như là nằm ở trên lầu 3, cái lầu mà không có cánh cửa nào cả, chúng ta phải đục tường để đi vào. Bây giờ mình nghĩ là mình phải đi đến đó thôi, nhưng mà bây giờ mình phải làm cách nào đi đến đó đây? À đúng rồi, mình quên mất, mình phải cải trang đã. Bây giờ mình phải bịt mặt lại, nếu như mà mình để như thế này á thì sẽ có người phát hiện ra mình mất. Ok, bịt mặt lại thôi. Ok, mình đã bịt mặt lại rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là chắc là sẽ không có ai có thể nhận ra được mình nữa. Bây giờ mình phải leo lên trên cái ngôi lầu đó mới được. Nhảy qua đây. May quá mình có mang theo dây leo. Ui, hình như là thầy cá mập vẫn còn đang đứng ở trên sân trường. Chết rồi. Mình phải lén đi thôi, không thôi thầy đó phát hiện là chết mình luôn đó. Đi qua đây. Ôi trời. Ok, leo lên. Ok, rồi, hình như đây chính là lầu 3 nè. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải đục cái chân nhà để leo xuống mới được. Ok. Lấy cái này đào ra. Nhanh lên, không thôi là bị phát hiện là chết luôn đó. Cố lên. Đào ra mới được. Ok, xong cái hàng rào rồi. Bây giờ mình phải đục tường mới được. Trời ơi, đào nhanh lên giùm cái đi. Trời ơi, đúng là. Ok, đào ra xong rồi. Đi vào thôi. Bây giờ mình sẽ đục đi xuống bên dưới. Đây là chính là trần nhà, còn cái phòng là nằm ở bên dưới, mình phải đào cái trần nhà đây để mình đi xuống. Ok. Kia chính là ba quyển bí kíp kìa anh em. Đúng rồi, bây giờ mình phải đi xuống mới được. Thì ra đã chính là ba quyển bí kíp ở trên trường học này hả? Màu vàng, màu hồng và màu xanh. Đúng là ba quyển bí kíp rồi. Đây chính là vàng nè, đây chính là lửa nè và đây chính là nước. Vậy là mình đã lấy được rồi. Ok, mình phải lấy về mới được. Đem cái ba cuốn bí kíp này đưa cho ông quỷ vương thì ổng sẽ cho mình sức mạnh. Mình sẽ có được sức mạnh. Trời ơi, từ nay là không có ai có thể ăn hiếp mình cả, kể cả là tên Mr. Vịt hay là cái con nhỏ mà có skin màu hồng hồi sáng nay. Con nhỏ là con gái mà nó dám đánh thắng mình, trời ơi mình tức quá mà. Còn ông Vịt nữa, mình cũng phải tấn công, phải chiến thắng ổng mới được. Ok, để mình lấy hết mấy cuốn này mới được. Lấy. Trời ơi, game là dễ. Rồi ok, lấy được hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần đem giao nộp mấy cái cuốn này cho ông quỷ vương là sẽ được. Không được đâu tên kia, trả cuốn bí kíp lại đi. Ủa cái gì vậy? Mr. Dịch. Ngươi đến đây rồi hả? Ta nói cho ngươi biết đây, ta đã lấy được ba cuốn bí kíp của ngôi trường này rồi. Bây giờ ta sẽ đem nó và giao nộp cho tên quỷ vương, và ta sẽ có được sức mạnh, và ta sẽ chiến thắng ngươi. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Quỷ vương, Tại sao ngươi lại biết hắn? Không được đâu. Không thể nào giao ba cuốn kiếp này cho quỷ vương được. Dừng tay lại, không được đâu. Không được hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta sẽ giao nộp và hắn ta sẽ cho ta được sức mạnh. Lúc đó rồi thì ta sẽ chiến thắng ngươi, không bao giờ bị ngươi ăn hiếp nữa. Tạm biệt. Hey. Trời ơi, may quá. May mà lâu lâu mình mới làm được, mình tóc biến cái chứ không thôi mà mình mà bị cái tên Mr. Vịt bắt lại cái là hắn ta đập mình chết luôn á. Cũng may thiệt, lâu lâu mình tóc biến được lần. Trời ơi, thôi mình phải đi gặp cái tên quỷ vương mới được. Hắn ta đây rồi. Ê, quỷ vương. Nè, tôi đã đến đây và tôi giao nộp cho ông ba cuốn bí kíp nè. Tôi đã lấy được nó nè. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn. Đây là ba cuốn cấm thuật đó. Ba cuốn bí kíp. Đây chính là ba cuốn bí kíp mà ngươi đã lấy trộm trong phòng ông thầy hiệu trưởng đúng không? Đúng rồi. Đây chính là ba cuốn bí kíp cấm thuật nè. Như ông đã nói là tôi đã lấy trong rồi đó. Bây giờ ông cần gì nữa không? Ba cuốn bí kíp này, cuối cùng thì ngày hôm nay ta đã đạt được nguyện vọng của mình. Với ba cuốn bí kíp này, ta sẽ không còn sợ ai nữa. Ta sẽ học được nhiều cấm thuật hơn. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cười cười gì vậy? Nhưng mà giờ tôi không cần biết, tôi đưa cho ông rồi đó. Bây giờ ông mau mau thực hiện lời hứa đi. Ông mau mau cho tôi sức sức mạnh đi. À, sức mạnh hả? Chàng trai à, ta có hai món quà cho ngươi đó. Hai món quà? Món quà thứ nhất là một cái bài học về lòng tin người. Và món quà thứ hai mà ngươi phải trả, vì lần này ngươi đã quá tin người rồi. Đó lấy. Dừng lại. Hả? Tên Mr. Dịch. Tại sao? Tại sao lúc nào ta cứ giết ai là ngươi lại cản người ta vậy? Ta lại cản đường ta vậy? Ngươi đừng có lắm lời nữa quỷ vương. Ta đâu có lo chuyện bao đồng đâu. Ta đang bảo vệ bạn của mình mà. Ít nhất là ta sẽ không để ngươi lôi kéo thêm những người khác vào con đường bóng tối của ngươi nữa. Tại sao? Tại sao lần nào ngươi cũng ngáng đường ta? Đã biết bao nhiêu lần ngươi bị trọng thương vì cái điều đó rồi mà tại sao ngươi không chừa vậy? Lần nào cũng vậy. Nhưng ta nghe rằng lần này ngươi sai rồi. Bản chất của một con người tham lam, muốn có sức mạnh, làm tất cả mọi thứ bất chấp để lấy sức mạnh của mình, thì chung quy lại sớm muộn cũng chỉ trở thành một cái kẻ tà đạo thôi. Ngươi vô công rồi, nghề rồi, ngươi vô ích rồi. Hả? Ngươi nói cái gì? Vì sức mạnh mà có thể làm tất cả. Ý ngươi là ai? Còn ai vào đây nữa? Chính là tên phong cận này. Hắn chính là người đã vì ham muốn sức mạnh mà đi lấy trộm ba cuốn kiếp này. Ta e rằng ngươi đang bảo vệ nhầm người rồi. Sớm muộn hắn ta cũng trở thành một kẻ phản môn, phản bạn. Tất cả mọi thứ tai họa sẽ ập xuống. Tại ngày hôm nay ngươi đã giúp đỡ hắn, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Ngươi nói gì cơ? Ta mà là tà đạo hả? Ngươi nói phong cận này là một tà đạo sao? Ngươi sai lầm rồi. Ta sẽ trở thành một ninja giỏi nhất ngôi làng này. Và ta sẽ là người đứng ra bảo vệ ngôi làng này. Ta không bao giờ trở thành một tà đạo đâu. Chẳng qua lần này ta đã quá ngu xuẩn khi mà tin theo lời của ngươi. Bây giờ ta đã biết được phẩm chất thật của ngươi là một tên ác quỷ. Bây giờ thì ngươi chết với ta rồi. Ngươi dám lừa ta hả? Lần này ta sẽ giết ngươi. Phân thân chi hồn. Trời, cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trời, mấy chục tên phong cận đây, trời, sao nhiều vậy? Đúng rồi, đây chính là cấm thuật nó bị thất truyền đó. Ta đã phân thân ra đến 1.000 lận. Bình thường người ta chỉ phân thân ra đến 5 hoặc là 10 người thôi. Còn lần này ta phân thân ra đến 1.000 người đó. Kỳ này mỗi người cho ngươi một đấm thôi là ngươi cũng chết nữa. Anh em đâu? Nhào vô! mình đã chiến thắng rồi anh em ơi. Mình đã chiến thắng được quỷ vương rồi. Mình đã đánh chết được hắn rồi. Vui quá trời, không ngờ là mình mạnh vậy luôn á. Ủa, ngươi chưa chết hả? May cho ngươi đi phong cận à. Giỏi lắm, tính ra là ngươi cũng có một chút tài nghệ chứ. Coi như hôm nay là ngày gặp may của ngươi đi. Ta sẽ quay lại, ta chắc định sẽ quay lại. Ủa, hắn ta đâu rồi? Cái tên này, hắn ta lại biến mất rồi. Thiệt chứ, tức quá. Mình tưởng là đánh chết hắn rồi, ai về đó hắn ta chưa chết nữa. Tức thiệt chứ. Rồi còn mít tới vịt đâu rồi? Vịt ơi, ông đâu rồi? Ủa, vịt. Ôi, ông đi đâu từ nãy giờ vậy? Ôi, cảm ơn ông nha, nếu mà không có ông cứu tôi chắc tôi chết luôn rồi á. Trời, tại sao? Tại sao ông lại có thể phân thân nhiều người đến vậy? Ủa, tôi cũng không biết nữa. Thật ra là hồi nãy tôi lượm được cái cuốn cấm thuật á, tôi có học một chút, nhưng mà tôi không ngờ là tôi có thể phân thân ra nhiều vậy luôn á. Mấy đây nè, nè mấy cái cuốn cấm thuật này ông đem về đi. Ôi, nhưng mà cũng là nhờ ông mà tôi mới có thể mà được sống sót á, may quá. Thôi, từ nay chúng ta sẽ là bạn với nhau, ông chịu không? Trời ơi. Một ngày làm bạn thì cả đời làm bạn mà. Có sao đâu, chúng ta học chung trường mà. Nhưng mà nên nhớ rằng là đừng bao giờ đập vào những cái cấm thuật này nữa. Bởi nếu mà chúng rơi vào tay kẻ, chúng ta sẽ không lường được hậu họa đâu. Được rồi, tôi không bao giờ đụng đến mấy cuốn này đâu, tôi xin lỗi. Ok anh em, thì coi như là hôm nay mình đã không bị kẻ xấu dụ dỗ. Mình cảm thấy thật là may mắn luôn đó. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV, để subscribe ủng hộ cho những thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Mèo Simmy nè, Kyron TV, Sammy Đào và Khang Dừa.
vừa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.